Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Trong video ngày hôm nay thì Anh Phương này trân trọng giới thiệu với các bác về một vài cái mẫu sản phẩm âm thanh đang có mặt và mới về tại trung tâm điện tử Anh Phương. Trước mắt các bác thì Anh Phương đang quay và giới thiệu các bác về hai cặp loa sub cũng như là loa full của hãng B3. Đây là một cái mã đời rất là cao, B3. Hàng đẹp gần như mới luôn các bác. Thùng vỏ gỗ sơn sần với mã của nó là màu 15 bát 40, nhưng mà dòng này dòng đời cao nhất của B3, đó là dòng màu bát neo đấy, chứ không phải dòng bình thường các bạn. Thông thường thì loa B3 thì cũng được anh em sử dụng rất nhiều, nhưng mà ví dụ như là đời X, ví dụ như X12i và X15i thì tiếng bát, tiếng chép nó khá tốt. Nhưng mà anh em này hay chê bởi vì là nó ở cái giải trung âm, cái giải mà chúng ta hay sử dụng để hát mic ấy, là nó hơi bị đuối, bị thiếu. Đấy. Để khắc phục cái tình trạng này thì hãng B3 có thêm một cái modem đời sau và đời cao, đó là sử dụng dòng bát neo và dòng mẫu 15 này sẽ cải thiện được cái giải trung âm. Sáng nay có một anh bạn đến đây, anh Phương cũng test thử có một quả B3 MU15 thôi. Nhưng anh bạn cho một cái nhận xét là sao cái con MU15 này tiếng nó khác thế. Sao bảo nói dòng X12i, 15i, dòng B3 này là nó bị tối, bị mờ tiếng. Thì qua tìm hiểu thì mới biết là đây không phải là dòng X mà chúng ta thường thấy, mà dòng này nó là dòng đời cao, dòng neo cơ. Neo thì cái tiếng bát nó mềm mại và nó gọn, đánh nó gọn tiếng. Cái thứ hai là cái giải trung âm của nó rất hay. Nó khác biệt hoàn toàn với đời X các bạn. Và cặp loa này thì các bác có thể vừa chơi gia đình vừa chơi sự kiện được. Nói chung là chơi đến sự kiện mà chơi đến dòng này là chơi đến đời rất là cao các bạn. Giá thành đầu tư của quả này, một cặp này thì nó rơi vào tầm khoảng độ 20 triệu một cặp này. Thực ra là nhiều anh em hỏi anh Phương một sao B3 anh Phương bán rẻ thế. B3 thực ra nó không phải là hàng chủ công của anh Phương, cho nên là thường là có cái mã này mà bên đầu mối người ta nói rằng là có B3 đấy, mà hàng đẹp đấy, hàng chất đấy, anh Phương có làm không thì thường là em nôi về để em bán giao lưu các bác, để phát triển kênh, phát triển thị trường đấy. Chứ còn X15i trên thị trường hiện nay đã bán rơi vào 26 triệu rồi. Có những nơi cá biệt bán đến 26 triệu một cặp. Trong khi đó MU này nếu mà ở trên thị trường bán thì đắt đắt lắm các bác. Nhưng mà thôi em cứ nhập giá thành hợp lý em bán các bác 20 triệu. Và đây là một quả sub hơi bát 40 dòng Phoenix từ thép trắng, từ 22 côn 100. Dòng này thì gọn gàng, xinh xắn và tiếng bát đánh hay, không thua kém gì với lại dòng JB các bác. Không thua kém với dòng JB 40, con này đánh tiếng rất chắc. Đó. Và bên này em có thêm 4 quả súp B3 đời cao nữa mới về. Các bác nhìn thùng vỏ của nó này, mứt mượt như gái 18 luôn. B3 dòng này là dòng VKS1800B. Đây mã của nó đây các bác này. Đấy, hàng này em đang cho lau chùi vệ sinh để giao lưu các bác. Thùng vỏ thì em đã cho vệ sinh sạch sẽ, mượt mà như kiểu mới luôn. Hàng nhà em tuyển kỹ lắm, quyển từng con một chứ không làm theo kiểu làm bung lô. Nhiều bác thích anh Phương bảo sao anh Phương không có cái hàng như kiểu là cắt bìa, cắt bao để anh em ta nhòm. Nhưng thực ra là cắt bìa, cắt bao nó cũng có cái ưu thế, nhưng mà nhược điểm của nó thì nhiều hơn. Nếu các bác mà hình dung là một đơn vị mà mua hàng cắt bìa, cắt bao ấy, thì lúc đó chắc chắn rằng là sẽ có những cái sản phẩm mà nó gãy nát hoặc nó chết, hoặc nó hỏng, giá thành mua lô nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà nhà em thì không làm được như vậy. Em cứ hàng đẹp em tuyển, trong một cái lô về khoảng độ được 10 năm quả súp, em chọn ra được khoảng độ 8 đến 10 quả đẹp. Còn những quả xấu đấy thì dành cho anh em bán hàng phân khúc thấp hơn. Còn kể cả hàng đẹp đắt em mua. Bát của con này này, đây các bác nhìn cái bát của nó đây. Bát của dòng B3. B3 này thì em thấy rằng là trên thị trường gần như không có hàng nhái các bạn. Đó, chỉ có hàng xấu, hàng đẹp thôi.
từ 22 côn 100. Đấy, bát đây là bát của GB rồi, bát B3 đây. Đấy. Đây là bát của anh B3. Súp của nó là súp mặt. Từ 22 côn 100. Màng gân sóng của anh tiếng rất hay. B3 này có một cái ưu điểm đó là tiếng bát mềm, êm. Giá thành thì quả này nó rơi vào tầm 8 triệu một quả các bạn. 8 triệu thực ra em bán còn rẻ hơn cả bán súp 118D. 118D bây giờ thị trường bán cũng đến 8 triệu rồi. Còn cái súp mặt này thì bao giờ nó cũng đắt hơn. Nhưng mà nhà em bán giao lưu các bác 8 triệu một quả. Không nhiều, không có nhiều nhưng mà có hàng để giao lưu các bác. Và ngày hôm nay có thêm một quả súp điện bát 50 của hãng JBL. Con này là 118SP, hàng vừa về, chưa vệ sinh gì hết. Đây này, di giới 100, 118SP, hàng Mỹ Nòi, chạy điện 120. Đấy, bản Mỹ cho nên là chạy điện 120. Con này giá thành của nó hiện nay đang có giá rơi vào tầm 19 triệu một quả. 19 triệu một quả 118 dòng súp điện này. Con súp điện này nó có một cái hay hơn so với những dòng súp điện mà chúng ta thấy trên thị trường. Ở chỗ nào các bác biết không? Con này thì cái chức năng cắt cốt của nó toàn bộ là hệ thống cắt cốt tự động hết. Đánh tiếng rất gọn và rất chắc tiếng. Sáng nay em mới bán một quả xong về Hải Phòng. Nó chỉ có một cái nút to nhỏ này thôi. Còn nút này ví dụ như cắt sang đây là nó đánh cái giải HPF, tức là cắt cái giải thấp. Đấy, hai cổng vào bằng jack canon, hai cổng ra bằng jack canon và một cổng vào bằng jack Newtrik. Cái jack này là jack 6.5 stereo. 19 triệu một quả này. Chơi hàng này thì hàng đỉnh thôi. Nó cắt cốt tự động cho nên mỗi bản nhạc nó tự động cắt cốt theo cái giải tần tốt nhất để phù hợp với dàn âm thanh của mình. Cho nên là chơi súp điện Mỹ nó có cái hay riêng của nó mà các dòng súp khác không có được. Đấy. Còn rất nhiều hàng nữa thì anh Phương sẽ giới thiệu dần. Và đây là đang cho vệ sinh một đôi loa cực kỳ khủng. Đó là dòng 738. Đây, phân tần nó này. Phân tần này thì chắc là không có quyển sách nào bằng cái quyển sách này, bằng tờ báo Nhân Dân. Có lẽ rằng là gọi là bằng tờ báo Nhân Dân. Hàng siêu đẹp. Đang cho vệ sinh thùng vách. Giá thành của cặp này thì nó cũng đắt, trên 60 triệu. Trên 60 triệu hàng bãi. Và hôm qua em cũng đã cho vệ sinh sạch sẽ hai quả súp. Dòng súp 518S. Dòng súp này là súp bát 50. Đấy. Súp bát 50 518. Cái cặp này thì nó có đặc điểm là sản xuất tại USA. Súp thì nó có quả lắp ráp tại Mexico, có quả lắp ráp tại USA. Thì cái cặp này đang là cặp lắp ráp tại USA. Đó. Hàng đẹp các bác nhá. Quả này đang có giá là 19 triệu đồng một quả. Thùng con này thì nó thiên về chiều sâu cho nên tiếng bát của nó rất hay. Những con súp mà thiên về chiều sâu thì tiếng bát mềm, êm. Những bác nào mà thích nghe nhạc bolero và nghe nhạc nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ dùng cái dòng súp này. Thế còn ví dụ những con nào mà thiết kế cái thùng nó ngắn đó, thì lúc đó cái tiếng bát nó sẽ căng, tròn và mạnh. Còn con này thì đánh tiếng bát mềm, êm, rất ngọt ngào và dễ phối ghép với các cái dòng đẩy công suất. Số máy của em là 097 1998 55. Bác nào đầu tư đến những dòng này, halo cho em sớm các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.